Quý vị và các bạn thân mến, ở clip thứ 3 giới thiệu về đôi loa Onkyo D77XD của hãng Onkyo Nhật Bản này, Cương Audio Lai Châu một lần nữa xin mời quý vị và các bạn chúng ta bình tĩnh thẩm âm, cùng nhau đánh giá về chất âm của đôi loa Onkyo D77XD này. Trước mắt quý vị, đó là đôi loa Onkyo D77XD của hãng Onkyo Nhật Bản. Đây là một đôi loa sử dụng 3 đường tiếng. Quý vị thấy rất rõ, nó sử dụng chép đôm, trung đôm và bát 25. Về tổng thể, đôi loa này có màu vàng nhạt và 3 chiếc loa ở phía trước của nó được cố định bằng một vành kim loại màu sáng trắng, tạo vẻ sang trọng lịch lãm và rất bắt mắt. Có lẽ nó thu hút chúng ta từ ánh nhìn đầu tiên. Đây là một đôi loa nghe được rất nhiều thể loại nhạc, và đặc biệt là củ bát của nó rất lớn. Chúng ta có thể sử dụng nó nghe nhạc và có thể hát karaoke trong gia đình như nhiều gia đình vẫn đang làm. Xin giới thiệu với quý vị và các bạn về thông số của đôi loa này. Đây là một đôi loa rất đặc biệt, nó có trọng lượng là 30kg. Chúng ta có thể cùng nhau quan sát về thông số của nó. Đây là một đôi loa có công suất danh định từ 75W đến 230W. Độ nhạy của nó là 90 dB, trở kháng tự động 6 đến 4,5 ohm. Tần số cắt thể hiện tốt nhất của nó là 25 đến 45 kHz và trọng lượng là 30kg, sản xuất tại Nhật Bản. Lỗ thông hơi rất lớn ở phía sau. Như vậy về tổng thể, quý vị thấy rất rõ đây là một đôi loa khá là thời trang. Một điều đặc biệt nữa là đôi loa này chơi được rất nhiều thể loại nhạc và tiếng bass của nó thì cực kỳ uy lực. Đây cũng là lý do tại sao người ta săn tìm rất nhiều đôi loa này trên thị trường. Và trong thời gian vừa qua thì tôi nhận được rất nhiều cuộc gọi của các bạn ở khắp mọi miền Tổ quốc hỏi thăm về đôi loa này. Ở đoạn ca khúc này tôi đã giảm tiếng bass đi rất nhiều lần. Quý vị thấy rất rõ là sự dày dặn trong trung trầm cũng như là trong trung cao rất tốt của trung âm. Và đặc biệt là quý vị thấy giọng của ca sĩ thì rất là tự nhiên, phóng khoáng, bay bổng. Và đặc biệt là khi nghe ca khúc Chuyện Người Con Gái ASEAN này qua tiếng hát của Trường Vũ thì quý vị cũng cảm nhận được thấy rất rõ là đôi loa này đã tái hiện rất xuất sắc cái hồn khí của bài hát, và đặc biệt là cái tình cảm tha thiết quỷ mị trong lời của ca sĩ. Mặc dù là tôi giảm nhỏ tiếng bass đi rồi nhưng mà tiếng bass của nó vẫn gây ảnh hưởng đến bộ cơ của đầu CD. Nếu quý vị có những đôi loa như này thì nên kê nó xa những đầu CD ra một chút. Có lẽ là chúng ta để gần nữa. Quá nó cũng không tốt. Quý vị có nhu cầu mua đôi loa này xin vui lòng liên hệ với Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Cả dòng sông.